chạy rồi. Giờ hở. Đến miệng rồi mà lại chạy ra chứ. Thế chắc cái này để vào chị rồi. Kẹo bút này. Không được, khó lắm chị ạ. Jerry, lại chạy sang bên này. Ai bỏ chơi kẹo bút này, kẹo bút. BBTV. Wow, hôm nay mình có một chiếc mũ thức ăn thần kỳ. Và bây giờ mình sẽ ăn hoa quả theo một cách khác của riêng mình. Bây giờ ấn nút nào. Ấn nút xoay nào. Nào bây giờ mình sẽ ăn gì nhở? Wow, dưa hấu này. Không được rồi. Kẹo mút, đây rồi. Lại đi rồi. Đây là suýt nữa thì ăn được. Jerry này. Em ơi. Dạ. Em đang làm gì đấy? Em đang ăn hoa quả đây mà. À đây rồi. Ăn hoa quả gì mà lạ thế? Xin nữa thì được chị ạ. Cầm tay ăn luôn cho nhanh. Dừng rồi. Nhưng mà cầm tay ăn không ngon đâu. Em ăn như thế này mới ngon. Thế à? Vâng. Cho chị ăn với. Chị bảo cầm tay ăn cho nhanh mà. Thì bây giờ chị nghĩ lại rồi. Nghĩ lại á? Ăn như thế này chắc ngon hơn. Ngon hơn mà. Cho chị ăn rồi. Chị ăn nữa á? Nhưng mà khó lắm đây. Khó chị cũng ăn được. Thật đâu? Thật. Để em cho chị chơi cơm. Cho chị đợi cái món này nè. Em chơi trước chứ. Em chơi lúc nãy rồi mà. Nhưng mà em chưa ăn được lúc nãy á. Chuyện nữa thì em ăn được đấy. Thế à? Vâng. Thế thì em chơi đi rồi đến đôi chị nhá. Vâng. Bây giờ em chơi trước nha. Bây giờ bắt đầu là phải ấn nút. Ơi để chị ấn cơ. Chị ấn giúp em. Ấn nút này. Sai. Ô có Jerry đấy. Ăn cả Jerry đi. Chạy rồi. Giờ hở. Đến miệng rồi mà lại chạy ra chứ. Thế chắc cái này để vào chị rồi. Kẹo bút này. Không được. Khó lắm chị ạ. Jerry. Lại chạy sang bên này. Ai bỏ chơi kẹo bút này, kẹo bút. Như kiểu hết vòng rồi. Hết giờ rồi, đến lượt chị. Giống như kiểu là không cho em ăn ý. Để dành chị mà. Đây đến lượt chị này. Chị sẽ ăn hết luôn. Phải trừ cho em nữa chứ. Được rồi. Mẹ. Được chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ em ấn nút cho nhá. Ấn nút hoàn toàn với chị đi. Đây. Bỏ chơi đi này ngon. Bắt đầu. Xoay kìa. Sao lại cứ xoay thế? Dầu hấu này. Không được rồi. Khó lắm đây. Chị phải đội vào. Chị ngẩng đầu lên là quả cũng ngẩng lên làm sao mà ăn được. Em đã bảo là khó mà. Đấy. Jerry này chị. Jerry này. Nhanh lên. Chị có đồ dùng tay ăn không? Không. Hết giờ. Đến lượt em. Chưa ăn được gì cả. Từ từ. Đây, đội vào. Lượt em lần này em phải cố gắng ăn được ấy. Sẽ không ăn được gì cả. Này, chỉnh cho. Rồi, chị ấn nút nhá. Vâng. Hoạt động nào. Bắt đầu. Ăn đi. Ăn miếng nào đây nhở? Đây, kẹo mút này. Nhưng mà kẹo mút khó lắm. Chị thấy chưa? Em ăn được táo. Em ăn táo này này. Đến lượt chị. Nhưng mà đã hết vòng đâu. Được ăn táo rồi. Đây là dĩa không? Chị còn dạ không ăn gì cả. Jerry này. Chạy rồi. Jerry ơi, chạy đi, xoay đi, xoay. Hết giờ, hết vòng rồi. Đến lượt chị. Nhưng mà em không ăn được táo rồi. Lần này nhá, nhất định chị sẽ ăn được cho mà xem. Này. Ngon quá, chị ạ. Lần này nhá, chị còn ăn quả ngon hơn cơ. Ăn nhiều hơn cơ. Chắc gì chị đã ăn được quả nào. Ấn nút hoàn toàn với chị đi. Ấn nút. Rồi. Kẹo mút này. Khó lắm đây. Chắc được. Chị phải giữ hũ chứ. Sao không ăn được thế này. Không được.
ăn thế này cho nhanh. Không được, ai cho chị ăn như thế? Ăn như thế này nhanh, chị cứ rơi rơi mãi chị không ăn được ấy. Mình phải chơi công bằng chứ không được. Em chơi đẹp mà. Ai cho chị cho như thế? Nhưng mà chị không ăn được. Không ăn được thì chị thua rồi còn gì nữa. Nhưng chị cũng muốn ăn chứ. Thế chị vào trong nhà lấy hoa quả mà ăn đi. Em bảo là đội cái mũ này vào ăn như thế này ngon nên là chị cũng muốn ăn thử. Thì ngon hơn mà. Chị có thấy ngon không? Ngon hơn. Nhưng mà chị ăn nốt quả cherry kia đi. Không, hết mất quả của em đây rồi này. Thôi để chị vào nhà chị lấy cho. Thôi đợi em nữa. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.